và thân mến. Một người đàn ông thật lòng yêu bạn, trước hết sẽ chủ động đặt bạn vào vị trí trang trọng nhất trong tim của anh ấy. Ngoài bạn ra, những cô gái khác sẽ không thốt ra lời thề non hẹn biển, nhưng anh ấy sẽ vẫn luôn ở bên bạn và là một nơi trú ngụ an toàn ở trong tim anh ấy.